Theo đó, giảm lãi suất tái cấp vốn từ 4,5% xuống còn 4% một năm, lãi suất tái chiết khấu từ 3% một năm xuống còn 2,5% một năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước đối với các ngân hàng từ 5,5% một năm xuống còn 5% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 4,25% một năm xuống còn 4% một năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường.